Chiều nay tại Hà Nội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cùng tham dự có đại diện một số bộ ngành trung ương và chủ nhiệm một số hợp tác xã điển hình. Theo báo cáo của lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, sau 3 năm triển khai chỉ thị số 20 của Ban Bí thư, khu vực kinh tế tập thể đã có những chuyển biến rõ rệt. Các hợp tác xã chuyển đổi và thành lập mới tiếp tục được củng cố và hoạt động có hiệu quả. Sau 3 năm, cả nước có 2.300 hợp tác xã mới được thành lập. Số lượng xã viên các hợp tác xã này tuy có ít đi, nhưng các hợp tác xã hoạt động theo định hướng rõ ràng, đạt hiệu quả. Khẳng định vai trò của kinh tế tập thể trong việc thúc đẩy kinh tế, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Chỉ tính riêng 100 hợp tác xã điển hình tiên tiến được bình chọn trong năm 2010 đã thu hút gần 50 vạn lao động, đóng góp ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, khẳng định vai trò không thể thiếu được của khu vực kinh tế tập thể, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, sau 3 năm thực hiện chỉ thị 20 của Ban Bí thư và so với đòi hỏi thực, khu vực kinh tế tập thể vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu bức thiết của nền kinh tế. Lắng nghe ý kiến đóng góp của các bộ ngành liên quan đến kinh tế tập thể, đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị cần phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Liên minh Hợp tác xã Việt Nam với các cơ quan khác để tháo gỡ những khó khăn như vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, vốn vay, những điểm cần sửa đổi của luật hợp tác xã. Sau buổi làm việc hôm nay, Ban Bí thư sẽ có chủ trương về việc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 13 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa 9, tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể.